Một mình buồn quá, mình qua nhà tay to chơi thôi. Đớm, con đi đâu đó? Dạ, con qua nhà bạn tay to chơi thôi ạ. Con vẫn chưa xin phép mẹ mà, và còn chưa dọn dẹp đồ chơi của con nữa mà đi đâu? Dạ, con... Con mau thu dọn tất cả đồ chơi của con để vào chỗ cũ cho mẹ. Con sắp xong rồi, mẹ cho phép con qua nhà bạn tay to chơi nha mẹ. Con như vậy mới ngoan, mẹ cho phép con qua nhà bạn tay to chơi đó. Nhớ về sớm ăn cơm nha con. Con cảm ơn mẹ, con đi nha mẹ. Tay to ơi, bạn ở nhà không? Mình và bụng bự đang chơi trò nấu ăn bên trong, bạn vào chơi luôn cho vui. Có bụng bự ở đây nữa hả? Vui quá. Ta-da! Có đầu bếp và phục vụ rồi, vậy đúng làm khách đến ăn nha. Ừ, được đó, cho mình món ngon nhất nha. Món ăn tới rồi đây, đúng ăn đi, ngon lắm đó. Ngon quá, hai bạn giỏi ghê. Thôi, mình ra ngoài vườn chơi đi nha. Cũng được, vậy tụi mình thu dọn đồ chơi lại đi, rồi ra vườn. Thôi, từ từ chơi xong rồi vô dọn cũng được mà. Không được đâu, phải biết dọn dẹp ngăn nắp, như vậy mới ngoan. Đốm nói đúng đó, mẹ mình cũng bảo như vậy. Vậy thôi, hai bạn tự dọn đi, mình ra ngoài chơi trước đây. Là đàn ông ta không rửa chén, không dọn dẹp, không quét lau nhà. Vậy thôi, hai chúng ta cùng thu dọn đồ chơi đi. Không thôi, mẹ bạn về la đó. Ừ, cả hai cùng làm sẽ nhanh thôi mà. Mình để hai bạn đó dọn dẹp đồ chơi cũng không đúng, mình cũng có chơi nữa mà. Thôi, mình vô phụ hai bạn mới được. Ủa, sao bụng bự quay lại rồi kìa? Chắc đã quên gì nên về lấy đó mà. Không phải đâu, mình vô phụ hai bạn để thu dọn đồ chơi đó. Bạn có nói thiệt không? Khi nãy bạn còn kêu không chịu làm mà. Giờ mình nghĩ lại rồi, chúng ta chơi xong thì phải sắp xếp đồ đạc lại chỗ cũ. Vậy chúng ta mau làm thôi nào.